đã từng gắn bó trong nhiều năm, và bây giờ sau mùa dịch Covid là các bạn không còn về đây được nữa để gặp chúng ta nữa. Đầu tiên đó là bạn Kim Tiến. Tôi xin mời tất cả các bạn của lớp bạn Kim Tiến ạ. Các bạn ở lớp bạn Kim Tiến cũ giơ tay lên giùm tôi cái. Đâu? À rồi đây. Và tôi xin mời các bạn 11A3 lớp của bạn Đình Hùng nữa. À có một mình em thôi hả? Ok. Rồi bây giờ như vậy, tôi xin mời một Q75 nữa để lên cùng hát với tôi. Đó là em lên nè. Rồi. Tôi xin hát một bài hát Guantanamera để nhớ bạn Đình Hùng, ca sĩ nhà quê chúng ta rất thành công. Hát rất hay, và đã có một lần tôi đã được chứng kiến bạn đã ở trình diễn ở trong đám cưới con gái của bạn là bạn chính đây. Và Kim Tiến thì chúng ta không thể quên được một một bạn rất là xinh xắn, được cả sắc cả tài. Và bây giờ là hai chị em chúng tôi và cùng tất cả các bạn có thể chúng ta cùng hát với nhau Guantanamera và nắng chiều. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin phép hát với đồng chí.
Mời Ngọc Diệp lên sân khấu. Lá thăm kế tiếp 047. Ai 047? Cái này giải rất là có giá trị, do đó tôi đọc rất là nhanh. Rất là cảm ơn. 047 đúng. 189. 189 lần thứ nhất. Cái này tôi làm nhanh lắm à. 189 lần thứ hai. Lần nữa là sung vào công quý đó. 189 lần cuối cùng. 189 lần cuối cùng. Không ai hết xé nha. Cancel nha. Không 071. Kế tiếp là 071. 071 có mà. À, chúc mừng chung cái bạn ấy, bạn như Quỳ Huế thì phải đúng không? Rồi, mời bạn lên trên này luôn. Không, cái này đặc biệt cho mình cứ bốc cả nắm đi như thế. Ê, anh lên sân khấu, anh đẹp trai mà anh ngay đấy. Tôi sống trai mà tôi còn lì như vậy. Lá số kế tiếp mang số 046. 046 là thứ nhất. 046 trả lời thứ hai. 046 chạy nhanh lên. À, mời chị. À, mời chị. Cái này ta đứng dịch vào trong nhé. Đứng gần tôi áy náy, tôi đọc ra số của tôi bây giờ. Lá thăm kế tiếp 098. 098. Ai mang số 098? 93 là về chỗ ngồi. 098 lần thứ nhất. À, chúc mừng 098. Sao chờ hoài không thấy số tôi đâu. Lá thăm kế tiếp 076. 076 lần thứ. Ủa sao anh mới hát xong xuống lên nữa rồi. Rồi mời anh lên. Là mấy rồi? 2 4 6 7. Kế tiếp 061. 061 ai là người mang số 061 lần thứ nhất? Của bà chị mình à. Ủa, em nhớ chị la dữ lắm, không có số nữa hả? Lá thăm kế tiếp 052. Anh chị em mình mang số 052. 052 lần thứ nhất. 05. À, chúc mừng, tôi đồng ý 052. Và lên luôn, và mời bạn lên luôn. Lá thăm cuối cùng 050. Ê, tôi đọc 050 chứ tôi không đọc 010 nha. 050. 050 lần thứ nhất. 2. 050 lần thứ hai. Đứng ở trên này chói đèn không thấy. 050 lần thứ ba. À, có rồi. Rồi, bây giờ ta điểm danh 2 4 6 8 9 10. Anh Tài, 10 ngày may mắn, 10 ngày may mắn chúc giải an ủi. Xin mời anh Oanh Tạc đi. À, kính mời anh Oanh Tạc lên giúp ban tổ chức gửi đến 10 giải khuyến khích cho 10 người may mắn. Đây, mời anh.
xin một tấm hình đẹp đẹp làm kỷ niệm nào. 2, 3. Rồi, cảm ơn anh Đào và chúc mừng 10 anh chị em mình trúng giải quý chứ. Ê, tôi mua vé số nhiều lắm, xin trúng có 2 con mà chưa có nghe. Đừng có coi trúng giải quý thích nghe. À, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Kế tiếp chúng tôi chơi tiếp luôn. Thực sự mà nói á, để có được những cái này nó giải thưởng nó kỳ. Nó như cái món quà lưu niệm. Mình đã được đi ăn, được đi nghe hát, đôi khi được nói, được gói mang về, nó thích. Số kế tiếp mang số 044 ai nhỉ? 044 lần thứ nhất. 04. Có rồi, 044 chúc mừng. Chúc mừng chị 044, mời chị lên sân khấu. Ồ, rất là may mắn đấy nha. Mời chị. Số kế tiếp 140. 140. Ai là người mang số 140? À, thường thường là mình già mà xấu rồi ta ít được trúng số. Mẹ đây đã già mà xấu rồi còn được trúng số. Chúc mừng. Số kế tiếp 033. Ai là người mang số 033? 033 lần thứ nhất. À, anh Caro đẹp trai này hình như lần đầu mình thấy hay sao á. À, 033, chúc mừng anh, mời anh lên sân khấu. Đề nghị anh đứng ở giữa cho chỗ đèn nó sáng nó rọi nha, mình đẹp trai mà. Số kế tiếp 054. 054 anh chị em mình nhiệt tình, bởi vì cái 10 người này, 10 người hồi nãy họ chỉ có chúng giải khuyến khích thôi. Còn 10 người này là chúng tới giải an ủi luôn. Do đó nhiệt tình lên 054 lần thứ nhất. À, xin mời, chúc mừng. Số kế tiếp 170. 170 lần thứ nhất. 170. À, chúc mừng Tú. Mà mình ghen tị nữa. Tôi đọc nãy giờ mấy chục số mà chưa thấy số từ đâu hết. 170, chúc mừng Tú. Số kế tiếp 157. 157. Nhanh nhanh chân lên đi chị ơi, 157. Có 157. Cha ba này sao may mắn dữ vậy ta. Sao 157 mà sao 2-3 người dơ rồi. À, đây mới là 157 thật. Hồi đấy chắc phép rồi. Số kế tiếp 059. 059. Chúc mừng chị Thị. Chúc mừng chị Thị. Kế tiếp 043. 043. 043. Ai là người mang số 043? Lần thứ nhất. À, chúc mừng 043, bạn mùi xa quá. Lấy cái số ra. Rồi. Coi đúng rồi, làm gì làm phải đúng quy trình. Ở các kỹ đi luôn. Cái này là làm chứng nha, 043 chuẩn luôn nha. Số kế tiếp 108. 108. 108. Chúc mừng Ligo với 108. 2, 4, 6, 8, 9, 9 rưỡi. À, mới có 9 rưỡi thôi. Số cuối cùng 066. 066. Có không? À, chúc mừng. Cái này phải nói thật nha. Cái này phải nói thật nha.
cái tỷ lệ mà trúng 50-50, có nghĩa là hai người tham dự là có người trúng, ai chưa trúng thì coi là các em nợ của mình nha. Như vậy em á. À, coi là các em nợ nha. À, em xin mời chị Nam Hanh, mời chị Nam Hanh giúp em gửi. Rồi mời chị Nam Hanh lên giúp chúng em. Giải này cao hơn giải an ủi khuyến khích hồi nãy. Giải được mang tên là giải an ủi. Cảm ơn một linh cá. Anh chị em mình để ý nhá, cái giải an ủi và giải khuyến khích có cái trọng lượng nó to, có cái trọng lượng nó nhỏ, có cái nó nhẹ nhẹ, có cái nó nặng nặng, nhưng cơ bản cái nào nó cũng có giá trị của nó hết, đúng không ạ? To nó có cái giá trị to, nhỏ nó có cái giá trị nhỏ, cái tình cảm là chính thôi. Còn mấy cái này chuyện nhỏ không trúng thì hơi buồn, nhỏ nhưng mà nó có mỏ. À, cảm ơn chị Nam Thanh, cảm ơn chị Nam Thanh và cảm ơn tất cả các anh chị em may mắn mà chưa có tôi. Và nhường lại sân khấu cho xin cảm ơn anh rất nhiều và xin chúc mừng